Nhà bếp bất ổn. Chị cả thật là xinh đẹp, xinh hơn bọn em nhiều. Ừ nhỉ, tại sao chị ấy lại xinh hơn anh em mình hả anh hai? Dốt, thế mà cũng hỏi hả? Vì chị ấy là con gái chứ sao? Em biết rồi. Sao lại đánh bé Út thế hả? Có thích chị đánh em không? Em sai rồi. Nhớ đấy, lần sau còn quen tay đánh em thì biết tay chị. Được rồi, chúng ta đi chơi với các bạn thôi. Vâng. Ai thế nhỉ? Sao trông bác ấy vừa xấu xí, vừa dữ dằn thế kia? Nhìn chẳng đẹp chút nào cả. À, bác Mùi Nhùi ấy mà. Hôm trước, bác ấy có sang thăm bố mẹ tớ đây. Đây là lần đầu tiên tớ thấy bác ấy. Sao bác ấy lại xấu xí thế nhỉ? Hình như từ nhỏ bác ấy đã như thế rồi. Nhìn bác ấy lù đù ốm yếu quá nhỉ, chẳng to khỏe bằng tớ. Thế cậu có biết bác ấy làm gì trong căn bếp này không? Tớ cũng không biết nữa. Các cháu tụ tập chơi đùa ngoài này mà không về nhà giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa tối hả? Thôi, mau về nhà đi. Chơi bên ngoài vào buổi tối rất dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm lắm. Vâng, chúng cháu biết rồi ạ. Bác Mùi Nhùi rất tốt bụng, vui tính, chứ không đáng sợ như các con tưởng đâu. Không đâu mẹ ơi, bác ấy nhìn vừa xấu xí, vừa hung dữ, con sợ lắm. Không biết bác ấy có nhiệm vụ gì trong căn bếp ạ? Bác ấy rất quan trọng trong căn bếp của chúng ta. Thôi, mẹ phải làm việc rồi. Để lần sau mẹ kể chuyện bác ấy cho các con nghe nhé. Cái bác Mùi Nhùi đó, vừa xấu lại vừa nhát gan. Đi chơi buổi tối thì có gì đâu chứ, chẳng lẽ bác ấy sợ ma? Đúng vậy, chị chẳng sợ ma chút nào cả. Hay là chúng ta ra ngoài chơi tiếp đi. Được, nếu ma xuất hiện, anh sẽ ký vào đầu nó. Đi nào. Trời tối rồi. Hay là chúng ta về thôi. Chị bắt đầu thấy sợ rồi. Chị sợ ma cái gì chứ? Thấy mà vừa nãy dám nói cứng cơ đấy. Láo, chị mà sợ ma hả? Hay, lại cậy lớn đánh em. Em mách mẹ cho mà xem. Chị sợ cái khác cơ. Về nhà đi. Chơi đùa buổi tối rất dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm lắm. Chị nhát gan quá. Làm gì có kẻ xấu nào trong gian bếp này chứ? Ai thế nhỉ? Chào ba chị em dại chán. Xin tự giới thiệu, ta là đại ca vi khuẩn. Còn tên này là vết bẩn, đàn em của ta. Lão, tao là đàn em của mày từ bao giờ? Cậy to sát bắt nạt tôi hả? Tôi nhịn ông từ lâu rồi nhé. Hôm nay tôi sẽ quyết đấu với ông để xem ai là đại ca. Đâu thì đâu, tao sợ mày hả? Không phân thắng bại. À, bọn tao là kẻ xấu. Là kẻ xấu xa đấy, có sợ không hả? Chú xấu xa ơi, tha cho bọn cháu đi. Giờ mới biết sợ hả? Muốn rồi các cháu ơi. Đau quá, bận quá. Dừng lại, đừng có bắt nạt bọn nhỏ. À, hai thằng vết bẩn và vi khuẩn, hôm nay thì chúng mày có chạy đằng trời. Ôi, Mùi Nhùi cầm xà phòng kìa, chạy mau mày ơi. Không ngờ bác Mùi Nhùi lại dũng mãnh như thế. À, chết tao rồi. Chạy mau. Bác ấy đâu có lù đù ốm yếu. Bác ấy khỏe hơn em nhiều. Bác ấy xấu, nhưng mấy tên đầu gấu lại sợ chạy cắm đầu. Các cháu có sao không? Chúng cháu cảm ơn bác. Chúng cháu không sao ạ. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ thì chúng cháu đã biết nhiệm vụ của bác trong căn bếp này rồi. Vậy chúng ta chính thức làm quen nhé. Giờ thì các cháu mau về nhà đi, kẻo gặp kẻ xấu đấy. Dạ, vâng thưa bác. Người huấn luyện chó kéo. Trời ơi, tuyết lở rồi. Ráp, cố lên, chạy nhanh lên. Cố lên nào chúng mày, nhanh lên nào đầu xuống. Suýt thì mất mạng rồi. Chưa săn được gì đã gặp tuyết lở rồi. May mà chúng ta chạy nhanh. May mà có bác, không thì giờ cháu đã bị vùi sâu trong tuyết rồi. Mà sao đàn chó kéo của cháu to khỏe hơn của bác, thế mà lại chạy chậm hơn đàn chó kéo của bác nhỉ? Chắc vì cậu không biết huấn luyện chúng thôi. Chứ đàn chó của cậu mà rơi vào tay tôi thì không xe nào đuổi kịp. Thế à, cháu chăm sóc chúng rất tốt. Cho ăn chế độ ăn đặc biệt của loài chó kéo và huấn luyện kéo xe hàng ngày. Cậu cho ăn và huấn luyện như thế thì chưa được rồi. Sao lại chưa được ạ? Vậy bác có bí quyết gì bác chỉ cho cháu với. Được rồi, nghe đây. Quả nhiên đầu xù vẫn là khá nhất. Ông chủ xây thêm cái chuồng kia làm gì nhỉ? Tất nhiên là xây cho chúng ta rồi. Nhưng cái chuồng đó bé té kia, làm sao tất cả chúng ta vào đó hết được? Hay chúng ta sắp có thêm thành viên mới, vậy nó được ở sướng hơn chúng ta sao? Các cậu cứ đoán già đoán non làm gì? Ông chủ vẫn cho chúng ta ăn uống đủ là được rồi. Sao đầu xù lại được sang chuồng mới nhỉ? Ừ, sướng thật đó. Nhìn kìa, nó lại còn được một miếng thịt ngon, trong khi chúng ta lại phải tranh nhau miếng thịt vụn này. Ồ, sao tự nhiên ông chủ lại quan tâm nó thế nhỉ? Thật bất công, sao lại phân biệt đối xử với chúng ta như thế chứ? Sao ông chủ lại ưu ái đầu xuồng thế chứ? Chắc vì nó chạy nhanh hơn chúng ta, khỏe hơn chúng ta. Đầu xuồng được ông chủ yêu mến quá. Nó còn được tập luyện, được ăn uống cưng chiều nữa chứ. Chỉ tại chúng ta kém hơn nó thôi. Chúng ta phải cố gắng lên, khỏe hơn, nhanh hơn thì mới được như nó. Phải đó. Sao ông chủ lại buộc chúng ta thế này? Còn đầu xù thì ở đầu xe. Thế là nó không bị ăn roi vọt rồi. Ừ nhỉ, được ông chủ yêu mến sướng thật. Đây Jack, cậu đã làm theo những gì tôi chỉ chưa? Có ạ, bác cứ yên tâm. Đau quá, chạy nhanh lên. Chúng ta ăn thì phải tranh nhau, chỗ ở cũng không đủ ấm, lại còn bị rơi vọt nữa chứ. Trong khi đầu xù thì được ăn no, chỗ ở tươm tất lại không bị rơi vọt. Ừ, sao nó lại sướng thế chứ? Phải chạy nhanh hơn đầu xù thì mới được ông chủ yêu mến. Ừ, phải nhanh hơn đó. Jack cố lên. Cũng nhờ bác đó ạ. Thật ra là có một nguyên lý đơn giản. Ngày trước cậu đối xử với đàn chó của cậu đều như nhau, khiến chúng chẳng phải lo lắng gì và chẳng cần phấn đấu. Khi cậu chọn một con khỏe nhất, xứng đáng nhất trong số chúng làm đầu đàn, thì tự nhiên những con khác sẽ có động lực cố gắng ganh đua nhau để giành được vị trí đầu đàn, giành được sự ưu ái của cậu. Ở đâu có sự thi đua thì ở đó tất có sự phát triển thôi. Chú hiểu rồi ạ, chú cảm ơn bác. Chiều có mưa bay. Cảm ơn ngài, nhờ có ngài hỗ trợ, chuyến công tác của tôi rất suôn sẻ. Cũng là nhờ dòng sản phẩm ly và tách cao cấp, đặc biệt là tẩu thuốc bên Anh rất được khách chuộng. Ngài Peter James. Đây là cô Sarakai, Cô ấy cũng như anh là một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Rất vui được biết cô. Tôi là Alex Matt. Có lẽ hai anh vẫn đang dở câu chuyện. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Không. Tôi cũng chuẩn bị ra về rồi mà. Ngài Peter, xin chào ngài một lần nữa. Xin chào cô Sarah. À, tôi quên bén mất. Cần vào tiệm của ngài đây mua một món lưu niệm. Anh kiếm gì vậy? Tôi phải mua món quà. Một chiếc thìa bạc có biểu tượng thành phố này, phố Nice. Sở thích kỳ cục quá sao? Ngược lại, sở thích quá tuyệt. Đó chính là sản phẩm mà tôi cung cấp. Vậy cô sản xuất thìa bạc có biểu tượng thành phố Nice? Không chỉ Nice mà tất cả các thành phố cổ kính ở nước Pháp chúng ta. Ngoài ra cả Áo, Hà Lan, Đan Mạch nữa. Tôi cũng đang cố giành thị phần ở cả Ý. Ý cô là tất cả những chiếc thìa bạc ấy đều được làm ở chỗ cô? Anh không cần tìm nữa. Tặng anh, kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chắc hẳn anh mua quà này để tặng vợ. Vâng, cô ấy thích sưu tập thìa bạc. Cảm ơn cô Sarah. Vậy cho phép tôi mời cô bữa trưa nay được chứ? Chuyến công tác ổn chứ ạ? Mọi việc đều thuận lợi. Thìa biểu tượng thành phố Nice của em đây. Ôi, đẹp quá. Anh tìm có lâu không? Cũng không khó tìm. Mình có nên kể cho Lina cuộc gặp với cô ấy, rằng những chiếc thìa bạc được sản xuất từ một nơi? Không được, sao lại kể ra chứ? Vậy còn lời hẹn với Sarah. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Chào em. Rất vui được gặp lại. Đây là xưởng sản xuất của em. Nhưng vội gì, hãy ghé vào biệt thự của em uống một ly nước mát đã. Đẹp quá. Nhà em cứ như khu nghỉ dưỡng nhỉ. Anh có thể qua đây thường xuyên nếu muốn. Anh đi đây. Em vào nhà đi, kẻo lạnh. Em phải nhìn anh đi khuất em mới vào. Anh ấy mới đi phố Nice, rồi phố Lyon mấy ngày trước, giờ lại đi nữa. Cứ tàu xe suốt thế này, đến gầy rộc đi thôi. Sarah này, đến đây anh đã nói với vợ là đi công tác. Trước nay anh ít phải đi lắm. Anh sợ à? Không, chỉ là... Hôn nhân phiền phức lắm. Nó khiến ta bị bó buộc trong sự nhàm chán. Đổi gió một chút thì sao nào? Chúng ta có đi quá giới hạn gì đâu. Nhưng... Anh nhớ em là bà chủ xưởng thìa lưu niệm chứ. Hãy cứ đi công tác khắp mọi thành phố và mang về chiếc thìa biểu tượng nơi đó. Vợ anh sao mà nghi ngờ được. Chuyến đi nước ngoài này liệu sếp anh có thể phân cho người khác không? Khó lắm. Vì mạng sản phẩm lần này anh trực tiếp quản lý. Anh phải nhớ tự chăm sóc cho mình. Em đừng lo, anh ổn mà. Anh đi đây. Anh nói là đi công tác ở đâu ấy nhỉ? Để em chọn thìa cho anh. Hà Lan. Có ngay. Biểu tượng của Hà Lan là cối xay gió hay là hoa tulip. Thìa dự trữ biểu tượng Hà Lan của em hết mất rồi. Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ anh đến tận Hà Lan mà có thể nói là không tìm được cái thìa lưu niệm nào trong thành phố du lịch lớn như vậy? Đây, thiên nga trắng đôi vốn là biểu tượng từ Đan Mạch, nhưng cũng là biểu tượng chung của châu Âu. Quá ổn. Em từng đến Đan Mạch vài lần với ba mẹ rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác đặc biệt như lần này. Vị ngọt từng trăng mật của chúng ta đã lan ra cả cảnh vật nơi đây đấy mà. Thìa bạc với hình đôi thiên nga, biểu tượng của tình yêu chung thủy, em thích không? Thiên nga ấy, chẳng may một trong hai con chết đi thì con còn lại sẽ đi một mình. Anh sẽ bảo vệ em như đôi thiên nga này luôn che chở cho nhau vậy. Đẹp quá. Chưa bao giờ em thấy thìa lưu niệm lại đẹp thế. Từ nay chúng ta sẽ sưu tập nó nhé. Anh thích chiếc đó hả? Chiếc thìa này anh có rồi. Xin lỗi em, anh không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Anh còn rất yêu vợ anh. anh sao thế này? Máy bay bị hoãn chuyến hay sao? Tự dưng anh thấy nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Mỗi khi nhớ anh, em lại mang những chiếc thìa ra ngắm. Nhìn chúng em hiểu, dù đi tới đâu, trong lòng anh vẫn có em. Mình chỉ giữ lại chiếc thìa bên hồ Thiên Nga được không em? Chỉ chiếc ấy thôi là đủ. Thiên Lý Mã tìm người. Ôi, trông cậu thật oai phong, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Ước gì tớ cũng được như cậu nhỉ? Tất nhiên rồi, tớ là Thiên Lý Mã. Tớ có tài đi cả 1000 dặm đường trong một ngày cơ mà. Cậu tài giỏi như vậy, chắc chắn là được rất nhiều lái buôn và thương nhân săn đón. Chẳng buồn cho tớ, chẳng có người nào thèm ngó ngàng tới. Lái buôn ư? Thương nhân ư? Làm sao đám người ấy có thể sử dụng và phát huy hết khả năng của tớ được cơ chứ? Tài năng và uy phong như tớ phải đi theo một người anh hùng hào kiệt hay một đức vua quyền quý mới xứng đáng. Hôm trước có một đoàn thợ săn tới, thuyết phục chúng ta đi theo họ. Tớ và một số bạn khác đã đồng ý rồi. Cậu có đi cùng bọn tớ không? Thợ săn ấy à? Bọn họ còn không bằng cả lái buôn nữa. Ít ra chúng ta sẽ được lái buôn trọng vọng, cho ăn những món ngon mà không phải làm gì cả. Còn đi theo thợ săn, chúng ta sẽ phải lên rừng, xuống biển cùng họ, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, mà chỉ được ăn những cọng rơm khô đét thôi. Nhưng tớ muốn đi cùng họ ra khỏi thảo nguyên này để được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, để thử sức mình. Tớ không cầu được tài năng và mạnh mẽ như cậu. Tớ chỉ muốn trở thành một con ngựa cứng cáp hơn thôi. Vậy thì các cậu cứ đi thôi. Tớ sẽ ở lại nơi này, chờ đến khi gặp được người nào thật xứng đáng với tài năng của mình. Xin chào, ta biết cậu là một chú ngựa ngày đi 1000 dặm quý giá. Cậu có đồng ý đi theo ta, làm bạn với ta, chia ngọt sẻ bùi, cùng ta buôn bán hàng hóa hay không? Một người thương nhân, mình là ngựa quý ngày đi 1000 dặm, làm sao có thể theo ông ta vận chuyển hàng hóa? Đi theo ông ta, làm sao mình có thể phát huy hết khả năng được chứ? Ôi! Xin chào, ta biết ngươi là Thiên Lý Mã rất quý giá. Ngươi có muốn đi theo ta, làm bạn với ta, cùng chinh chiến với ta không? Với những con ngựa quý thế này, cậu phải thuần phục được nó trước đã. Để tớ thử xem sao. Ôi, ôi! Mình là Thiên Lý Mã, làm sao có thể khuất phục một người lính quèn được chứ? Nếu là một vị tướng quân anh hùng thì còn có thể xem xét. Ta biết cậu là một chú ngựa quý, cậu hãy đi theo ta. Chúng ta cùng làm tri kỷ của nhau, cùng làm nên nghiệp lớn, được không? Ta hiện tại chỉ là một người học trò nghèo, nhưng sau này, nhất định ta sẽ là một viên quan lớn. Cậu theo ta, cậu sẽ là bạn của ta, được chăm sóc, đãi ngộ xứng đáng với tài năng. Ta và cậu cùng đi khắp nơi, tìm đủ mọi món ngon vật lạ trong thế gian. Cậu có đồng ý không? Thì ra là một tên cuồng sĩ, thật là phí thời gian nghe hắn nói khoác. Bao giờ trở thành quan lớn rồi hãy quay lại gặp tôi. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa thể tìm được người chủ đích thực của mình. Một người tri kỷ, hiểu ta, có thể phát huy được hết khả năng của ta. Phải chăng ta đã đặt tiêu chuẩn quá cao? Không ngờ đúng là người cuồng sĩ năm xưa. Ông ta thật sự trở thành quan lớn rồi sao? Cậu đến thi tuyển Thiên Lý Mã phải không? Được, ta sẽ cho cậu chạy thử một quãng xem sao. Chạy nhanh lên nào. Mình làm sao thế này? Mình chỉ mới chạy được một đoạn thôi mà. Cậu đã già rồi, không dùng được nữa. Nếu cậu có thể trẻ lại, hãy quay lại tìm ta nhé. Ta già thật rồi sao? Ta không thể chạy được nữa ư? Ơ kìa, cậu đi ư? Phải, là tớ đây. Những năm qua, cậu đã đi đâu, làm gì? Tớ đi theo một người thợ săn. Theo anh ta đi khắp thế gian, ngắm nhìn vạn vật, trở thành một con ngựa chiến cứng cáp. Thật may mắn cho tớ, Anh ta là một người anh hùng đích thực. Một thời gian sau, anh ta đã trở thành một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, được mọi người trọng vọng. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, là một người bạn thân. Nay bọn tớ đều đã già, cần phải nghỉ ngơi. Tớ đã từ biệt anh ấy và trở lại đây. Không, cậu không hề may mắn. Đó là thành quả từ những nỗ lực của cậu. Cậu xứng đáng được như vậy. Một chú ngựa chiến tuyệt vời. Còn tớ, vì cậy sức cậy tài, kiêu căng ngạo mạn, không chịu cố gắng tích lũy, nên giờ đây khi đã về già, tớ không còn chạy được nữa. Suốt đời tớ chỉ biết tính canh đồng cỏ nhỏ bé này thôi. Thầy có nhớ em không? Dạ em chào thầy. Thầy có nhận ra em không? Em là... Thưa thầy, em là Nam, học lớp 5A7, khóa 1999-2001 đây ạ. Thật sự có quá nhiều học sinh, tôi vẫn chưa nhớ ra. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được? Thưa thầy, em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ của một bạn cùng lớp năm đó chứ. Ra đây chơi với bọn tớ đi Nam ơi. Thôi, mình phải cố gắng tranh thủ ôn luyện để còn đi thi nữa. Cậu đúng là học giỏi số 1. Thôi, không nói chuyện học hành nữa. Tớ cho cậu xem thứ này nè. Ôi, cái đồng hồ này là hiệu mới ra đó. Cái này còn có thể hẹn được giờ nữa cơ. Mẹ tớ mua tặng cho tớ hôm sinh nhật đó. Bạn Nam lớp mình đã đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Các em hãy dành cho Nam một tràng vỗ tay chúc mừng bạn nào. Em giỏi lắm, thầy rất tự hào về em. Nam ơi, chơi bóng chuyền với bọn mình không? Thôi, chơi mà tối về lại không học bài được. Thôi, bọn tớ đi đủ đứa khác chơi vậy. Mình phải cất cái đồng hồ đi đã. Chơi bóng chuyền, bóng đập vào tay rồi lại vỡ mất. Hả? Chiếc đồng hồ đó là của Quân thì phải. Sao nó lại rơi xuống đất thế? Không có ai hết. Hay là mình... Chắc cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Rõ ràng lúc nãy mình đã nhét nó vào cặp ở ngăn bàn rồi mà. Có chuyện gì thế Quân? Cậu có thấy cái đồng hồ của mình để đâu không? Không. Cậu cất đâu thì nó còn đó chứ sao mà mất được. Không thấy thật mà. Nam ơi, lúc nãy tới chơi bóng chuyền, cậu có vào lớp không? Lúc gặp cậu ở cửa lớp xong, vài bạn rủ mình lên thư viện, thế là mình đi luôn. Mà có chuyện gì thế? Mình mất cái đồng hồ yêu thích rồi. Cái đồng hồ mà hôm trước mình khoe với cậu á. Hả? Sao lại mất được? Thì lúc nãy đi chơi bóng chuyền cùng các bạn, mình bỏ ra. Chắc ai đó nhặt được hoặc lấy mất của mình rồi. Nếu biết tới làm mất nó, mẹ chắc buồn lắm. Thì cậu bảo mẹ cậu mua lại cho cậu là được mà. Đó là kỷ niệm của tớ. Tớ không muốn mất nó. Không muốn mất nó đâu. Chắc là có bạn nào đó lấy của Quân rồi. Bạn nào lấy của Quân thì tự giác trả lại cho bạn đó đây. Có thể là cậu để đâu đó, không phải ở ngăn bàn. Không, chắc chắn là ở trong ngăn bàn mà. Có chuyện gì vậy các em? Em bận chơi bóng chuyền, sợ đập bóng vào tay nên bỏ ra. Để ngăn bàn này nè. Và giờ em vào tìm thì không thấy đâu nữa. Trước hết, các bạn nghe nè. Thầy muốn bạn nào đã lấy đồng hồ của Quân, hãy tự giác trả cho bạn. Thầy nghĩ là Quân sẽ tha thứ cho bạn. Nếu mình trả lại cho Quân lúc này, thì kiểu gì cả lớp sẽ biết mình là kẻ trộm. Rồi mọi người sẽ mỉa mai mình, khinh bỉ mình. Nếu các bạn không tự giác, vậy thì thầy sẽ phải khám từng bạn Dạ vâng, đồng ý thưa thầy. Nếu mà khám thì chắc chắn hành động của mình sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người. Mình sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối, và hạnh kiểm của mình sẽ bị hoen ố mãi mãi. Chắc mẹ sẽ rất thất vọng về mình. Nam, em xếp vào hàng đi. Vâng. Thầy bắt đầu khám, nhưng thầy có một điều kiện như thế này. Đó là các em phải nhắm mắt lại. Hứa với thầy không bạn nào được ti hí. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Tốt. Bao giờ thầy bảo mở mắt mới được mở mắt nghe chưa? Cho dù thầy đã khám xong cũng không được mở mắt ra. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Chết rồi. Thế là xong. Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy không bao giờ nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy đã cứu vớt cho nhân phẩm của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được thưa thầy? Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó. Bởi vì khi thầy soát túi tất cả các em, thầy cũng nhắm mắt mà. Thầy... Trong đời sống, chúng ta cần phải sáng suốt trong mọi hành xử. Có những người cần động viên, có những người cần cố vấn, có những người cần giám sát. Một người dẫn dắt phải biết vun xới, chứ không phải là triệt hạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.